Theo nhận định của ngành công thương và các doanh nghiệp, bên cạnh một số khó khăn do tình hình biến động của thị trường thế giới cũng như chiến tranh, năm 2025 sắp tới có những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu. Đó là xu thế của thị trường thế giới đang phục hồi tốt, các doanh nghiệp đã mở rộng và đang phát huy hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp cho thấy hiện đã có những tín hiệu tích cực về đơn hàng năm 2025 và tiềm năng xuất khẩu những mặt hàng nông sản chế biến có vùng nguyên liệu chủ động. Tính một sản ấy thì chúng tôi là bán sang Trung Quốc và người Trung Quốc chủ yếu dùng cái tính bột sắn cho cái nhu cầu của thực phẩm. Và với cái quy mô dân số 1 tỷ rưỡi dân ấy, thì cái nhu cầu rất lớn, cho nên là cái sản phẩm tính bột sắn thì vẫn tiếp tục có cái thị trường ổn định và đảm bảo được cái sản xuất là tiêu thụ được hết cái sản phẩm. Với kết quả tích cực từ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, những năm qua, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã vào Nghệ An đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, tạo nguồn hàng xuất khẩu phong phú, gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, các thiết bị, linh kiện điện tử đang là ngành hàng vươn lên mạnh mẽ trong xuất khẩu của Nghệ An thời gian gần đây và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới khi các dự án của các tập đoàn lớn thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghệ điện tử, năng lượng xanh đi vào hoạt động đầy đủ. Các nhà máy của tập đoàn Juteng đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 hiện đã cơ bản hoàn thiện và đang tổ chức chạy thử dây chuyền sản xuất. Chúng tôi hy vọng rằng đầu năm 2025, nhà máy sẽ chính thức vận hành trên công nghệ sản xuất mới nhất, trở thành cơ sở sản xuất vỏ máy tính hiện đại nhất trên thế giới. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, lạm phát, chiến tranh, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 4 năm liên tiếp ghi nhận đà tăng trưởng khá, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế địa phương. Năm 2021 đạt 2,097 tỷ đô la, năm 2022 đạt 2,19 tỷ đô la, năm 2023 đạt 2,5 tỷ đô la, năm nay ước đạt 3,5 tỷ đô la và mục tiêu 4 tỷ đô la vào năm 2025 được dự báo có tính khả thi cao. Thì mục tiêu 4 tỷ vẫn là, mặc dù khả thi rất là cao nhưng mà còn phải nỗ lực cố gắng. Thì với cái tình hình đó thì ngành cũng đã tham mưu ban tỉnh một số cái giải pháp cơ bản. Thứ nhất là tiếp tục tích cực cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư và đặc biệt là vừa quan tâm đến cả cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cả cái doanh nghiệp trong nước để đầu tư phát triển thêm cái mặt hàng xuất khẩu. Thứ hai nữa là tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Cái việc thứ ba rất là quan trọng mà đặc biệt liên quan trực tiếp đến ngành đó là hỗ trợ phát triển thị trường. Để duy trì đà tăng trưởng của cả nhiệm kỳ, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 đạt 4 tỷ đô la, hướng đến mục tiêu đạt 7 tỷ đô la vào năm 2030. Ngành công thương cùng các doanh nghiệp xuất khẩu đang tích cực kết nối với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để cập nhật thông tin, đưa các sản phẩm mới tham gia thị trường, đồng thời tăng cường thực hiện công tác xúc tiến xuất khẩu, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường thông qua hoạt động kết nối cung cầu xuất khẩu, tổ chức các đoàn tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại tại nước ngoài để tìm kiếm các nhà đầu tư cũng như chào bán hàng hóa xuất khẩu.